quy hoạch tôn tạo bảo tồn phố cổ Hà Nội. Từ nhiều năm nay, chúng ta đã nói đến phố cổ Hà Nội về quy hoạch, về bảo tồn tôn tạo, về một di sản văn hóa lớn của thủ đô. Tuy nhiên, việc chính thức công nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia cho khu phố cổ Hà Nội cũng chỉ mới được đón nhận từ ngày 1 tháng 10 năm 2004. Chúng ta đang nộp đơn xin Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên Hiệp Quốc công nhận là di sản văn hóa thế giới. Có nghĩa là chúng ta đã tự đánh giá được rằng phố cổ Hà Nội là một di tích văn hóa lớn, một di sản văn hóa quan trọng mà ta phải bảo tồn, tôn tạo và phát triển. Để bảo tồn và phát triển một di sản văn hóa lớn của một khu dân cư đô thị đang tồn tại và phát triển trong thế giới hiện đại, lại ở trong một khu vực nhạy cảm là một vấn đề rất khó khăn. Chúng ta đều biết rằng, trong quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa đất nước, thường đã vi phạm và làm hư hỏng khá nhiều di tích, di sản văn hóa có giá trị cả về vật thể lẫn phi vật thể. Sự mất mát đó là một thiệt thòi lớn, thậm chí là vô phương cứu chữa. Thành phố Hà Nội đã gần 1.000 năm tuổi, nhưng do nhiều lý do khách quan, chủ quan, chúng ta đã phải chịu một sự mất mát rất to lớn các di sản văn hóa có giá trị mà cha ông đã tạo nên. Hoành thành Thăng Long, những di tích lịch sử của các triều vua xung quanh Hồ Hoàn Kiếm và nhiều di tích văn hóa rải rác trên địa bàn thành phố đã bị bỏ quên và vi phạm nghiêm trọng là những bài học cần được nghiên cứu mổ xẻ. Khu phố cổ Hà Nội hiện nay được xác định trong phạm vi 100 hectare. Theo thống kê của Ban Quản lý Phố Cổ Hà Nội thì có 76 tuyến phố và 1.081 công trình nhà ở có giá trị cần bảo tồn tôn tạo. Có 112 di tích lịch sử, văn hóa tín ngưỡng, trong đó có 22 di tích mang dấu ấn cách mạng và đặc biệt một số ngôi nhà rất cổ được xây dựng vào thế kỷ 17 dưới triều vua Lê vẫn tồn tại như nhà 38 phố Hàng Đào, nhà số 87 phố Mã Mây. Đặc điểm của phố cổ Hà Nội, ngoài tính dịch vụ thương mại, buôn bán cá thể trên các đường phố, thì tính chất sản xuất thủ công làng nghề cũng là một yếu tố rất quan trọng. Nó thể hiện ở các đình thờ tổ nghề như các đình Hà Vĩ 11 phố Hàng Hòm, đình Hoa Lộc số 9 Hàng Đào, đình Kim Ngân 42 Hàng Bạc, đình Lò Rèn số 1 Lò Rèn, Phả Trúc Lâm thờ tổ nghề dày là một di tích thờ tổ nghề lâu nhất Hà Nội. Các công trình xây dựng trong khu phố cổ Hà Nội mới được xây dựng trong nhiều giai đoạn khác nhau, thậm chí có những công trình mới xây dựng vài ba chục năm gần đây. Chưa nói đến những công trình đang xây dựng, cải tạo, rải rác hiện nay chưa được thẩm định, hướng dẫn một cách đầy đủ theo nghĩa bảo tồn, tôn tạo. Đây là những vấn đề rất lớn, rất khó khăn trong việc nghiên cứu bảo tồn, tôn tạo và phát triển. Để đảm bảo tốt công tác bảo tồn, tôn tạo phố cổ Hà Nội một cách hợp lý, chúng ta cần phải trao đổi kỹ hơn một số vấn đề về quan điểm và giải pháp thực thi công việc một cách cụ thể cho các giai đoạn trước mắt và lâu dài. Phải bảo tồn phố cổ Hà Nội như thế nào? Phố cổ Hà Nội là một bộ phận lịch sử phát triển của Thăng Long Hà Nội. Nếu ta chỉ nhìn vào các công trình tồn tại trong phố cổ tại khu vực Tam Giác mà ta gọi là 36 phố phường của quận Hoàn Kiếm hôm nay thì chúng ta không thấy hết sự cổ kính của nó. Một khu dân cư sống động nhất cùng tồn tại với thành cổ Thăng Long hàng bao nhiêu thế kỷ mà ta vẫn chưa biết hết, ngoài mấy bức ảnh tồn tại sơ sài ta có hôm nay là chưa đủ. Những hoạt động cổ kính của khu dân cư phố cổ xưa gắn với sông Hồng ra sao, với kinh thành và cấm thành của các triều đại phong kiến như thế nào chưa được các nhà sử học mô tả, các nhà xã hội học phân tích. Những di sản phi vật thể kia có trên mảnh đất cổ kính xưa còn giữ lại đến hôm nay, những gì vẫn còn sơ sài khi mô tả lịch sử. Chúng ta đang cần và rất cần có những di sản phi vật thể được giới thiệu một cách có hệ thống và được phân theo các thể loại rõ ràng. Những vật thể còn có thể giữ lại gắn với các hình tượng của các di sản phi vật thể trong khu phố cổ hôm qua và những cái hôm nay ta cần kế thừa, gìn giữ, phát triển chính là một nội dung trong quy hoạch cần được bảo tồn và tôn tạo. Đây chính là cái hồn của phố cổ, cái di sản văn hóa mà ta cần có và phải có để có được một quy hoạch bảo tồn phố cổ và tăng giá trị của nó. Chính nhờ những giá trị phi vật thể vốn có trong phố năm xưa được tôn vinh thì giá trị của những con người trong phố cổ hôm nay mới thực sự đi vào cuộc sống. Chính cuộc sống và hình ảnh cuộc sống xa xưa được đưa vào hôm nay bằng mọi biện pháp thông qua các hình tượng mới trong cách bố cục quy hoạch và hình ảnh kiến trúc có kế thừa những truyền thống của dân tộc và của Thăng Long Hà Nội thì sẽ làm cho sự chuyển hóa những đạo đức và ý thức của người dân đang sống trong đó thành những hoạt động văn hóa xã hội có ý nghĩa. Đây chính là nội dung và phương pháp để bảo tồn tôn tạo một khu phố cổ nằm trong một đô thị đang phát triển. Đây cũng chính là cơ sở khoa học để nghiên cứu, thiết kế quy hoạch, bảo tồn tôn tạo và phát triển một khu phố cổ như phố cổ Hà Nội.